Lợi dụng nhu cầu đi xuất khẩu lao động của nhiều người dân ở các tỉnh Bắc miền Trung, thời gian qua các đối tượng cò xuất khẩu lao động đã tung các chiêu trò để lừa đảo. Tại Quảng Bình, hàng chục hộ dân đã bị các đối tượng lừa đảo, khiến tiền mất tật mang. Gia đình lâm vào cảnh nợ nần khốn đốn. Bà Phạm Thị Cúc ở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đã bị các đối tượng Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Thành Trung, chú ở Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội dựng lên màn kịch lừa đảo. Đánh vào tâm lý nóng lòng đi xuất khẩu lao động, các đối tượng đã đưa ra giấy tờ quảng cáo là chúng có thể đưa lao động đi nhiều nước, vẽ ra viễn cảnh thu nhập mỗi tháng từ 30 triệu đồng trở lên, như lao động ở Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia. Tiền trong nhà không có, gia đình phải cắm sổ đỏ để vay mượn, giao tiền cho các đối tượng này. Đến ngày ra Hà Nội, hai vợ chồng bà ôm nhau khóc vì mới biết mình bị lừa. Khi mà biết ra Hà Nội là biết đánh dây nữa thì cùng chạy chỗ những chạy phạm để tìm họ, nhưng mà tìm không được họ. Thì với gia đình thì đó về giờ công an tìm hiểu và giúp đỡ rồi đó, mà cũng ngoài Hà Nội họ cũng có tin tức chi mà bảo vệ cũng vẫn với anh ấy nói thôi thì ngã mong nữa rồi thì cũng phải đi làm ăn. Tại xã Hải Ninh có 6 hộ gia đình đều bị những đối tượng trên lừa đảo. Họ đều là những người dân nghèo phải vay mượn tiền để hy vọng đổi đời. Cũng như bà Cúc, gia đình bà Trương Thị Diệu cũng cùng cảnh ngộ. Hiện nay hai vợ chồng bà phải đi làm thuê làm mướn, kiếm tiền trả lãi ngân hàng. Ông ở Ba Đôn thì ông giới thiệu này có đường dây đi hát mà rẻ tiền. Thì xong cũng này cũng tin rồi, tin rồi nói chắc là lừa. Rồi thì mấy anh em là rủ nhau ra coi thử. Ngay ra coi thử thì họ nói cũng họ lừa cũng giống như ngọt quá đấy. Với giống như cũng tin, mà nửa tin nửa không. Theo các hộ gia đình ở xã Hải Ninh, thì các đối tượng này còn lừa đảo nhiều nơi như ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch hay ở huyện Quảng Trạch. Số lượng người bị mắc bẫy xuất khẩu lao động đã lên tới con số 20-30 người. Qua thực tế nhiều năm làm việc trong lĩnh vực này tôi thấy là đi lao động mình bị lừa, đảo trong xuất khẩu lao động rất là nhiều. Lừa thì có nhiều cái kiểu lừa. Lừa thứ nhất là lừa đi đến địa chỉ không đúng, rồi cái có thể là lừa sau đó lấy tiền thì bỏ đi. Và cái lời lừa thứ ba nữa là lừa là đổi phí, tức là cái phí đáng lẽ là thấp thôi, nhưng mà không bị đường thì rất là cao. Hiện nay nhu cầu đi xuất khẩu lao động của người dân là rất lớn. Người dân cần tỉnh táo trước các đối tượng lừa đảo, tránh để tiền mất tật mang. Vì vậy, người dân cần đến những trung tâm hay đơn vị hợp pháp để đảm bảo an toàn, thuận lợi. Thanh niên phường 3 giúp đỡ những cụ già neo đơn dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, sửa chữa các vật dụng bị hư hỏng như bàn ghế tủ và che chắn lại ngôi nhà. Những hành động ý nghĩa, điều tốt đẹp lại tiếp tục lan tỏa tình yêu thương tới mọi người.